Ok và hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành NC đây và chúng ta hôm nay sẽ bắt đầu với một series hoàn toàn mới. Series này là mang tên là Poke Evolution anh em ạ, tiến hóa Pokemon. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ. Nó sẽ là cái động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Cho từ con này kết hợp hai con này với nhau tạo ra một con đây là một con buồn ngủ anh em, Pokemon buồn ngủ hệ lá tên là Koras. Ok, chúng ta sẽ ấn vào đây vàng này. Ui, sao chúng ta được tặng nhiều á. Đây rồi, một con hệ nước anh em ạ. Con này khá giống Pokemon hệ nước luôn, khá là ngon à. Tuyệt vời đấy. Chúng ta ấn vào đây để làm gì? Đây là cái danh sách bảng tiến hóa này. Sẽ được 20 diamond bằng cách là xem quảng cáo. Chúng ta sẽ được gấp đôi cái lượng quảng cáo ở đây nha. Yeah, hay quá, game này quá hay và quá ngon, tuyệt vời. Cho ai đợi một tí nhé để vào game. Ôi, mất chân này, mất chân lại kết hợp và tạo ra thành chất dẻo bầy nhầy slam các kiểu có đà điểu gì đấy, nhìn khá là dị à. Blast Runner bá đề, mình vừa tải cái này rồi. Tại sao lại có ở hôm nay Daily Mission. Ok, cứ để tiến hóa đây anh em ạ, để nó tự động nó kết hợp vào nhau mà. Tôi đang tặng một đống hòm này. Đấy rồi, chúng ta được một con Kashi. Kashi có cái vòng vương miện ở trên đầu và nhìn thấy nó cũng khá là đẹp. Và chúng ta tạo ra một con cá mập. Cá mập hay cá voi gì đấy, có cái nơ hay có cái gì đó trên đầu kìa. Mình có thể spin 12 lần nha. Chúng ta thử spin 12 lần xem như nào. Toàn vàng là vàng anh em ạ. Ok, mua luôn. Full à, full 16 con à. Chắc chắn là mình sẽ kết hợp được con nữa rồi. Cái này kết hợp khá là dễ. Đấy, chỉ cần thêm 1-2 cặp thôi là xong rồi. Cái này cái gì nhỉ? Automatic tự động merge trong vòng 3 phút. Cái này nhân 2 kiếm gấp đôi cái lượng coin. Chúng ta vẫn còn cái spin mình spin hết đi anh em. Thiền thiếu gì, đúng không? Ui, thêm cả một con này luôn kìa. Con đấy khá bá đạo đấy. Vàng. Không được gọi nổ hũ 3 cái anh em ạ. Cho tất cả 8 lần cơ. Nổ hũ vàng nhiều hơn thì mới ngon. Cái này thì chưa là gì. Mỗi cái một thứ như thế này thì không ổn tí nào cả. Không hợp lý tí nào. Vàng. Xem được cái gì đây. Xem nào. Ui, toán cái thứ vớ vẩn gì đó anh em ạ. Đấy ôi, chúng ta sẽ được cái gì đó. Mình được một lần quay tiếp. Rồi chắc là thôi đi, chắc là mình chơi thế thôi. Trong là tôi quay trở lại để tiếp tục kết hợp với mấy con thú của chúng ta thì nó sẽ hay hơn. Đấy ôi, hai con mới anh em ơi. Wow, khủng long à. Khủng long có cái vòng ở trên cổ kìa. Và lên được một đời mới thì chúng ta sẽ lại có thú mới. Kết hợp. Thêm được con cá mập kìa. Bây giờ tôi sẽ lấy con đấy ở đâu ơi. Đây, kết hợp. Còn khá lâu nữa nha anh em. Có nên mua không? 1,6k. Khá rẻ, thật sự là khá rẻ. Đây, kết hợp hai con này với nhau là đẹp. Quá được rồi anh em ạ. Ok, con khủng long này thì mình kết hợp kiểu gì ta? Đang chưa biết kết hợp. Đây rồi, hai con khủng long. Chúng ta sẽ có thêm một cái đời mới. Có thể chọn bất kỳ anh em ạ. Map Mission. Rồi, chúng ta sẽ xong cái mission này. Kiếm gì đấy? Sắp xếp đội hình à? Sắp xếp thế trận à? Sắp xếp quân đoàn. Có lẽ là thế.
nhìn khá là bựa. Ok, ôi trời. Real Time Shield gì đó. Mình sẽ tắt ra đi nhé. Nhìn cũng hay đấy nhưng mà mình không có thời gian chơi mấy game này nhá. Mình đang tập trung chơi game này rồi. Vẫn phải kết hợp để tạo ra mấy con ở bên kia. Có được nghỉ đâu. Đấy, có thêm chỗ để chúng ta sẽ cho vào nhá. Mình sẽ đi mua một tí đi. Tiền thiếu gì anh em, cứ mua thoải mái luôn. Để mình tiến hóa thêm thành một cái dạng nữa ấy, không biết là dạng gì. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục, chắc phải tiếp tục mua thêm thôi. Super Coin Radio Time. Upgrade vào cái bút đấy là không cần này. Mình chỉ cần mua một con thú mới thôi. Đấy. Neorom Pokemon này. Con này rất bỏ rất là Pokemon đó nhá. Hình nó rất là đẹp. Đây rồi, một con khai khủng long. Cứ như vậy là tôi sẽ có hai con ong. Tổng cộng tôi có hai con ong ở bên này. Đấy. Hai con ong được một con chuột anh em ạ. Con chuột vẽ cọ. Cũng được chứ nhỉ. Upgrade. Trứng. Upgrade bank. Mình sẽ quay trở lại cái này nhé. Đã quảng cáo rồi. Mình không. Đây này, phía dưới này, 12 giây nữa mới xong rồi anh em ạ. Lâu thật sự. Quá lâu. Sấp mặt luôn. Choose a rocket. Ây da, lâu nhỉ. Bốn, ba, hai, một. Ok. Và chúng ta sẽ spin cái này à. Xem được cái gì. Được cái hộp gọi là cùi bắp nhất trong tất cả các cái hộp vậy. Chẳng được cái gì cả. Chúng ta sẽ mở mấy cái hòm này ra trước. Từ từ ạ. Cái hộp ạ. Rồi, chúng ta có một cái con ở bên này. Mình tiếp tục spin đi anh em ạ. Đang hết tiền. Tiếp tục spin đi. Và sau đó sẽ tiến hóa Pokemon. Spin chúng ta còn 5 lần nữa. Mình sẽ cho nó bay màu hết nha. Trời ơi, vàng. Nhiều thôi rồi ạ. 2/12. Cùng mở nào. Ok. Mở nào. Rất nhiều vàng luôn anh em ạ. Nhiều vàng thế nhỉ. Tha hồ mà tiêu nha. Tiêu trừ 1 rồi vẫn được à. Rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào với anh em trong tập tiếp nha. Bye bye.